đến từ nhiều câu lạc bộ khác nhau và chỉ tập với nhau một thời gian ngắn nhưng rõ ràng là sự liên kết là rất tốt. Những dứt điểm đầu tiên của Hà Đức Chinh trong trận đấu ngày hôm nay. Bóng đã chạm người cầu thủ đối phương. Cả 3 trận đấu vòng bảng thì Phạm Văn Đức đều được tung vào sân ở hiệp 2, xuất hiện ngay từ đầu và có cú đá đầu tiên của chúng ta. Cú đá phạt của Quang Hải. Dứt điểm. Thanh Hóa và thắng mở tỷ số đến ở phút thứ 13. Một pha tung người móc bóng của Phan Văn Đức và nhiệm vụ còn lại của Công Phượng là khá dễ dàng với một pha chạm bóng rất cảm giác. Rất cảm giác, đúng là như vậy. Và thật bất ngờ khi chúng ta ghi bàn vào lưới một đội có chiều cao tuyệt vời ở một tình huống cố định. Tiến Dũng không tham gia cụ thể vào tình huống này nhưng áp lực mà anh tạo ra cho hậu vệ đối phương là không hề nhỏ. Và rồi ông Park Hang-seo đã cho thấy mình hoàn toàn có lý khi biến Phan Văn Đức. Mọi thứ đã qua đi. Những pha bóng như vậy thường được cầu thủ Iraq triển khai rất tốt. Và cũng có thể thấy trong tình huống này nếu như đó là một pha chạm bóng tốt hơn nữa của Amen. Hussein tiếp tục là một quả tạt. Trọng tài Christopher Pitt đã chỉ thẳng tay và chấm pha đền. Amen Hussein. Tiến Dũng với Amen Hussein. Rất tiếc. Rất tiếc. Nếu như Tiến Dũng lại không đổ người bàn thắng ở thời điểm họ đang gặp khó khăn. Vô cùng đáng tiếc. Cái chân của Tiến Dũng vẫn không đủ lực để ngăn cản bóng đi. Phương án lên bóng của đội bạn là rất đa dạng. Cú đá của người có thể hình rất giống với Ma Mút của 11 năm về trước mà cũng đang gây ra nhiều khó khăn cho chúng ta. Amen cao tới. Đây là một pha bóng rất nguy hiểm. Tiến Dũng không vào. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Em Hussein thực sự đã khiến hàng phòng ngự của chúng ta rối loạn ở tình huống này. Bóng đã trôi hết đường biên ngang. Không việt vị. Xuân Mạnh. Ở tư thế rất không việt vị. Xuân Mạnh. Cú vào hậu. Ở tư thế rất Công Phượng. Đang chỉ có hai cầu thủ áo đỏ. Công Phượng. Rất lớn. Một pha bóng điển hình trong cách chơi mà U23 Việt Nam với nhiều cầu thủ đã thể hiện cùng nhau trong nhiều năm qua. Một cú phất bóng dài của Xuân Trường. Của đội trưởng Pesa rất nguy hiểm. Tuyệt vời pha vào bóng của Đức Huy. Trọng tài xác định đã có lỗi của tiền đạo. Đúng là chúng ta đã lăn xả để ngăn cản cú đá vừa rồi của số 15 Ahmed. Rõ ràng thể lực không phải là vấn đề với cầu thủ U23 Iraq khi mà họ vẫn còn rất khỏe. Gương mặt rất được chờ đợi của U23 Iraq vừa có một cú đá. Rõ ràng thể lực không phải là vấn đề với cầu thủ U23 Iraq khi mà họ vẫn còn rất khỏe. Gương mặt rất được chờ đợi của U23 Iraq vừa có một cú đá. Chính xác Bùi Tiến Dũng.
Chính xác Bùi Tiến Dũng. Bê xa. Cầu 1m90. Đã có một pha đánh đầu. Nhìn bước chạy và di chuyển vừa rồi cũng như góc máy vừa rồi đủ để thấy là sự khác biệt lớn về thể lực và thể hình. Rõ ràng là xuyên suốt cả trận đấu này, cầu thủ Ian Bangkok không có nhiều bàn ngoài bài rót bóng bổng về phía cái đầu của Aimen Hussein. Chúng ta đã chơi xuất sắc như thế nào, chơi tấn công cũng rất hay. Đường chuyền của Văn Toàn, vô lê. Và xử lý của Phan Văn Đức. Ý đồ rất rõ ràng trong tình huống này. Đức Huy. Tạt bóng của Đình Trọng. Gol! Văn Toàn! Phải là vào! Trận đấu hoàn hảo của Phan Văn Đức. Tấn công thể tin rồi. Tấn công thể tin rồi. Sức ép đã được chúng ta cụ thể bằng bàn thắng san bằng tỷ số. Không, có lẽ anh Đức, anh Tiến Dũng ạ, chúng ta hãy dành khoảng lặng này mà không phải bình luận gì nữa. Vì tất cả đã nói lên, ý nghĩa của nó đã được nói lên tất cả rồi. Một tình huống đã nói lên tất cả về cách dùng người của huấn luyện viên Park Hang-seo, về tinh thần chiến đấu của những chiến binh áo đỏ. Đá phạt của Xuân Trường. Đánh đầu! Không thể tin rồi, không thể tin rồi. Vào sân thay người, anh Cương ạ. Không thể tin nổi. Đức Trinh. Một pha băng cắt máu mực, và Đức Trinh đã hạ đối phương theo đúng cách mà Hussein đã đánh bại chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ tiến vào bán kết. Là hoàn toàn xứng đáng dù thời gian vẫn còn. Rất nguy hiểm. Đội bạn đã có bàn thắng. Đây là một pha xử lý quen thuộc của Alamawi. Chúng ta có bàn thắng vào lưới U23 Malaysia một cách gần tương tự thế này. Tiến Dũng đã lường đến một tình huống mà đội bạn, cầu thủ của đội bạn đã ngoặt bóng, sẽ ngoặt bóng giống như chiếc U23 Malaysia. Nhưng thay vì như vậy thì là quyết định cú đá ngay. Không biết kết quả trận đấu này như thế nào nhưng nó sẽ đi vào lịch sử của lại làm cú nhồi bóng. Theo chúng tôi thì đó là tình huống đã có lỗi việt vị, các cầu thủ của chúng ta cũng đã phản ứng rồi. Rõ ràng là đã việt vị. Đây là lý do. Vào! Hy vọng là đầu xuôi đuôi lọt. Chúng ta đã thở phào với cú đá đầu tiên. Một chút áp lực trong ánh mắt của Văn Thanh. Đó là một điều bình thường với một cầu thủ phải lĩnh sướng đầu tiên. Ahmed Basin đã đoán đúng hướng sút nhưng chưa chạm được vào bóng. May mắn một chút thì Tiến Dũng đã có thể ngăn cản quả penalty trong trận. Tiến Dũng. Come on! Rất giống với cú đá trong trận đấu gặp U23 Hàn Quốc. Tiến Dũng đã không bị lừa. Tiến Dũng không bay người mà đứng im để ôm gọn cú sút của đối phương. Anh Dũng có để ý những động tác chân của Tiến Dũng hay không? Đó là một động tác bật nhảy để đánh lừa đối thủ. Tôi thấy Quang Hải rất tự tin. Đúng là như vậy.
tự tin để tạo ra một cú đá hoàn hảo. Hai cú đá của Văn Thanh và Quang Hải đều vào cùng một góc. Tiến Dũng và Hussein. Lần này là một cú đá tốt hơn rất nhiều so với trong trận đấu. Hussein nhen nhóm hy vọng cho U23 Iraq. Cú đá rất tốt của Xuân Trường. Vẫn là góc bên phía trái. Ba quả đá của chúng ta đến lúc này đều rất tốt và không cho thủ môn đội bạn một cơ hội nào. Tất cả đều rất tự tin ở chấm 11 mét. Hình ảnh rất đẹp. Cú đá tiếp theo của đội bạn. Đây là cú đá của người đã gỡ hòa. Cú đá chính xác của Đức Trình và vẫn là một góc sút đó. Không biết có bài gì đặc biệt từ huấn luyện viên Park Hang-seo trong buổi tập ngày hôm qua hay không. Với hy vọng thay đổi hàng công. Rất tiếc. Bùi Tiến Dũng vẫn vào. Chúng ta đã có mặt vào bán kết rồi. Tôi đã không dám nhìn vào màn hình. Rất nhiều người hâm mộ của Việt Nam có lẽ cũng đã không dám nhìn vào màn hình. Và khi quay lại thì là sự ngọt ngào. Một sự ngọt ngào đến kỳ diệu. Hoàn toàn xứng đáng rồi. Diệu. Một thành tích vĩ đại của bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục. Cảm ơn các cổ động viên. Xin chúc mừng U23 Việt Nam. Một trận đấu mà chúng ta trải qua tất cả những cung bậc cảm xúc có thể diễn ra trong một trận đấu bóng đá. Mà nó xứng đáng là một trận chung kết chứ không phải.